cả nhà ha, thì hiện tại đó mình đang có mặt tại bắp nướng Tây Thi Cuba miền Tây Ba Trân độc quyền nè. Hôm nay mình được dịp đi ngang để mà trở lại đây mua bắp, tại vì mình ghiền cái món bắp này á, ghé đây để mà thêm một phần nữa là cho các bạn thấy được là cái sức hút này vẫn đông ha. Hình như là đang gặp thời á, cho nên là tất cả mọi thứ nó trở nên suôn sẻ hơn là lúc trước. Từ cái lúc mà kiếm địa bàn á nó cũng khó khăn á, bây giờ nó đỡ hơn rồi nè mọi người thấy không. Thuê người thì chị Ba Trân á cũng đã thuê được tầm 2-3 người phụ nữa rồi, cho nên là cái việc mà phục vụ bắp cho khách á không còn phải đợi lâu nữa, và khách vào thì họ cũng hài lòng hơn khi mà mang bắp đi về nè. Ở đây là bước vào trong á, mọi người sẽ thấy cái bảng nè, bắp nướng của ba miền Tây độc quyền nè ha. Còn cái này là bao bắp đã lột rồi nè, đây là vỏ bắp đúng không? Dạ, cái này cũng vỏ bắp luôn, nướng qua lần một. Mình bắt đậu phụ ở đây được mấy ngày rồi ạ? Hôm nay là ngày thứ tư rồi hả? Cô cũng phụ ở đây được 4 bữa rồi hả cô ha? Không nhớ luôn hả? Mới là hả? Nè, ở đây là được ba người để mà phụ chị Ba Trân và chị Hai Loan bắn bắp á. Cái lò than hôm nay nó cũng nhiều hơn thường ngày đó mọi người, đứng gần đó, nó hắt nóng kinh khủng. Bây giờ thêm một cô quạt nè, thêm 2 người lột và vỏ nè, lột vỏ lần 1 và lột vỏ lần 2 đó, mọi người thấy không, bắp thì vẫn phải nướng nhiều như vậy nè. Giọng của Tây Thi thì vẫn lạnh lót, vẫn cố gắng để mà trò chuyện hết sức có thể với lại mấy anh YouTuber và mấy bạn khách hàng để mà mua bắp mang về á, cho không khí nó đỡ lặn xuống, tại vì vừa mới mua xong mọi người, mưa lớn nữa là khác nè, mưa dũng nước nè mọi người thấy không, mưa nước động dũng luôn, dũng luôn nè. Nhưng mà chị Tây Thi vẫn phục vụ bắp cho tất cả mọi người. Để xuống rồi là có bắp rồi nha mấy anh chị ơi, không có còn để lâu nửa tiếng hoặc là một tiếng nữa, mấy anh chị ghé đi lại ủng hộ cho hai em nha mấy anh chị. Hai em cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều, trong cái khô hành luôn á. Hai đừng có nói bữa nay không muốn nước qua kịp rồi. Mấy anh chị ơi, cảm ơn mấy anh chị rất là nhiều nha, có cô bắp mới nhớ bỏ bao bỏ qua giùm em nha mấy anh chị. Bữa nay bớt đợi rồi anh ha. Nói chung là ngày nào cũng phải gọt như vậy. Chị, hồi chiều mưa á rồi núp ở đâu? Núp ở đây luôn á Cương. Rồi có quay tấm bạc này ra được không? Có được Cương. À, đỡ quá ha. Có tạt dữ không? Hả? Có tạt dữ không? Bữa nay hình như có thêm một cái gì đó sáng chói ngay đây hả ta? Em làm một ly con ruốc cho anh nha. Không có chi đâu lâu rồi. Tại vì 20.000 một chiếc, 20.000 nghe được, 4 chiếc 60.000 bạc. Ủa sao kỳ vậy, là 80 chứ nè, 3 chiếc nè, 3 chiếc bên này kia nữa, một đôi 20 mà một đôi 20 mà còn đây một chiếc nó 15.000 là 35.000. Trời ơi 31 đổi nha. Trời ơi chị, tới bữa 31 này đi chùa hả? Đúng rồi, chùa là đi chùa cuối tháng hay sao? À, đúng cái đó mày còn anh. Sao cơ? Nghĩ là đi chùa cuối tháng thôi chị nè. À, không à, mỗi tháng mùng 9 là hai chị em của chị nghỉ một ngày để đi chùa phát tâm. Chị ơi, chị em cảm ơn chị nhiều nha, chị ăn ngon giới thiệu ủng hộ cho em nha chị. Hẹn đi con ruốc nha. Dạ dạ. Nóng quá ha chị. Cô ba đi chùa nào cô ba? Dạ đi chùa Tỉnh Thất Liên Nghiêm ở Bình Chánh. Tỉnh Thất Liên Nghiêm hả? Dạ Tỉnh Thất Liên Nghiêm. Tỉnh Thất ở Bình Chánh. Ở Bình Chánh nhất nha. Ở đây cái nồi má hành hôm nay lại mang dẫn không? Nó bự hơn thường ngày hả? Nó không vậy. Còn mấy xô mà hành ở dưới nữa đây. Thật hết rồi hả? Hôm nay giờ này mà còn xá xíu là hình như mưa trắng hơn thường ngày rồi đúng không? Chị cứ lên. Lên xá xíu chứ không có lên bắp. Lên xá xíu hả?
đẹp ơi. Sao ạ? Tại vì lên bắp á, như là nó còn nó nhiều quá, cái còn lại ở nguyên nữa, hai chị mệt. Thì đừng em phải làm giúp cho cả anh. Bữa nay thường ngày là về cũng 11 giờ không chị? Lớn sâu á. Bữa nay về thường ngày cũng 11 giờ. Không biết chứ tương lai. Tùy duyên nữa. Mấy anh chị ơi, dáng là ủng hộ em nghe. Cảm ơn nghe mấy anh chị ngon giới thiệu ra ủng hộ cho em. Cái bộ phận bỏ bệnh. Bộ phận này là cái bộ phận nướng bắp và quạt bắp. Còn đây là chị ba sẽ bỏ mỡ hành và ngọt bắp. Chỗ nào cũng có hẻm hết á. Mấy anh chị ơi, ăn ngon giới thiệu ủng hộ cho em nha mấy anh chị. Chị ba sao không để số điện thoại liên hệ hả? Sao không để số điện thoại liên hệ trên cái bảng á? Thiếu đúng không? Cái nhà bên số điện thoại liên hệ. Nếu mà để số điện thoại trên bảng hả? Liên hệ chết luôn. Đừng có gì mà người ta gọi đặt hàng thì người ta đặt trước rồi á, ta đi mua luôn. Em sẽ cố gắng bây giờ. Chứ mình ngồi ở chỗ á, như mình ngồi ở chỗ mình ở không á thì ngồi ở chỗ ở không á, mình chỉ người ta làm á thì mình còn nghe số điện thoại được. Còn như làm như quất quả vất vả, nói chung là vất vả, nó giống quất quả không biết nói luôn á. Ta làm nhiều sao không có thời gian, đúng rồi, cứ bắp ra bắp vô hoài mày. Làm mớ hành vậy cô. Bây giờ sẽ quay đi cái lượng khách đứng chờ cho mọi người xem nha. Đi vào sâu trong này là thấy cái đây một cái team khách ngồi chờ bên này, xe đậu nè. Bây giờ cái bãi xe sẽ dời vào trong này xích một xíu để cho nó thoáng cái chỗ bán bắp ra. Xuống vào trong này sẽ là mở thêm một cái quán cà phê nữa nè. Ở trong này có một cái quán cà phê mới mọc lên đó nè, mọi người thấy không? Là nhờ vào sự xuất hiện của xe bán bắp của chị Ba Trân miền Tây á, mà ở trong này sẽ xuất hiện thêm một cái quán cà phê để mà mọi người ngồi chờ, nếu như mà có mua bắp thì ngồi chờ lâu á. Đây là xe nè. Nhìn ở trong từ cái hướng ký túc xá nhìn ra nè mọi người. Thì là thấy khách nè, có khách thì đang ngồi đợi nè, mọi người thấy không? Ở đây có ghế cho mọi người ngồi đợi chứ không phải là không. Nước á thì có quán cà phê để phục vụ. Còn đây là khách đứng đợi nè. Nhìn qua là hướng khách đứng đợi nè. Đây là khách xếp hàng. Nhiều hàng quá bây giờ nó hơi loạn khúc đầu xíu. Khách chạy vô nè. Đây là khách chạy vô nè để mà vào trong đậu xe. Vì các bạn đậu xe ở bên trong nó sẽ an toàn hơn. Thứ nhất là bớt cái sự chú ý, thứ hai là đỡ tắc đường của cái con hẻm này á. Cho nên là khi mọi người mà vào trong muốn có nhã hứng, muốn có ý mua bắp mang về ăn á, thì mọi người cứ chạy thẳng xe vào bên trong cái con hẻm này nè, đậu ngay ngắn ngăn nắp ở bên trong á, thì nó sẽ tiện hơn cho mọi người về cái việc mà có thể coi được cái xe của mình. Thứ hai đó là không gây sự chú ý với lại cơ động hay là các anh công an á. Nói chung á, thì cái hương vị bắp nó vẫn là như vậy, là vẫn có hai vị, một vị là vị truyền thống thì chỉ có ruốc và mỡ hành thôi. Và vị phổ biến hơn á, là mới được phát triển hơn và gây sự chú ý hơn thì có thêm lạp xưởng với lại xá xíu á, được mọi người ưu ái hơn á. Mà cái xe bắp này làm cho cái con hẻm này trở nên nhộn nhịp hơn, mọi người thấy không? Xe vô ra liên tục. Nhờ thuê được hai người nữa, ba người nữa thì phải, thuê được ba người nữa hỗ trợ cho chị Ba Trân lọc bắp và nướng bắp. Cho nên là cái thời gian mà mấy bạn đợi mua bắp á, nó cũng sẽ rút lại, nó ngắn lại mà các bạn không phải đợi lâu nữa. Cái lượng khách hàng á thì ngày càng đông hơn, ổn định hơn. Vào ngày 31 này á, thì chị Ba Trân á và chị Hai Loan sẽ đi chùa ở Bình Chánh, Tịnh Xá Vĩnh Nghiêm hay Vĩnh Liên gì đó. Nãy nghe nói mà mình không có rõ lắm á. Là chị nói là vào ngày mùng 9 của mỗi tháng là hai chị em sẽ đi chùa. Đây mình sẽ quay bắp nướng cho mọi người thấy nè. Hai chị em của em đi chùa. Cái ngày 31 này thì chị Ba Trân sẽ nghỉ một ngày. Đó là ngày chủ nhật để mà xin đi chùa. Cho là mọi người nhé, ngày nếu mọi người có nhớ bắp nướng, mọi người có bắp thì nhé cái ngày này ra. Để mà nhé ngày này ra để mà đừng có đi nhầm vào cái ngày này thì chị Ba không có bán. Mọi người chú ý nha.
Mọi người thấy cái bảng không? Là xin quý khách vui lòng để xe lên vỉa hè giúp ạ. Cô hai và cô ba xin chân thành cảm ơn. Có nghĩa là khi mà mọi người vào á thì mọi người cứ chạy thẳng bên trong con đường này nè. Con đường này nè, con đường của ông Bích Kim, đường lớn Bích Kim á, mọi người cứ chạy xe thẳng vào bên trong này để mà đậu cho nó ngay ngắn lại. Thì lúc đó nó sẽ tiện kiểm soát hơn và nó gọi là sao ta, nó sẽ không có bị bất cập về cái vấn đề mà nghẹt tắt đường. Đây, xe đậu khách đậu rất là đông luôn, mọi người thấy không? Bắt đầu là nó tràn ra ngoài con hẻm rồi, mặc dù có xe đậu trên lề nè. Nè, bây giờ là nướng lần một á là sẽ để vỏ. Để vỏ nguyên như thế này. Đúng rồi, sao rồi? Nướng lần một là lọc vỏ đúng không ạ? Xong rồi là lọc vỏ bỏ ra nướng lại lần hai hả ta? Vậy nó sẽ chín đều hơn và nó ngon hơn đúng không ạ? Chứ thường em thấy luộc trước em mới để lên nướng không à. Dạ. Bắp nếp là phải nướng như vậy ha. Nhưng mà phụ ở đây được 4 ngày rồi hả bạn? Có thấy cực không? Vui ha, đúng rồi. Tại vì cái miệng của bà ba chân của bà cứ liên thiên vậy cũng đỡ buồn. Với lại nhưng mà thấy nóng mà mình đeo bao tay vậy còn cảm thấy nóng không? Cũng nóng ha. À, cái lúc mình lột là mình hỗ trợ lột luôn cái rau bắp mình bỏ ha. Bây giờ mình lấy cái gì qua này. Ừ, lấy cho nó sạch luôn. Sẽ đỡ nóng hơn tí xíu thôi. Dạ. Còn nó nóng tại cái vỏ nó bọc lên hả? Vỏ nó còn hâm nóng đó. Mang bao tay thì vẫn nóng thôi. Lấy mấy cái ở dưới này nè mấy bạn. Mấy cái mới này là mới dục lên thì nó còn nóng lắm. Cho nên là sẽ dễ gây phỏng. Phỏng tay luôn đó, mặc dù đeo bao tay nhưng mà vẫn phỏng. Cho nên là lúc trước mà chị Ba Trân làm á là không có đeo bao tay luôn mà lột người khí thế. Lột bằng tay rồi mà tới nỗi mà phồng tay mà chai tay luôn. Còn bây giờ thì có bạn này hỗ trợ là sẽ đeo bao tay lột cho nó đỡ. Còn hai cô này sẽ hỗ trợ về nướng bắp. Mọi người thấy không? Nói chung là vì lý do hôm nay không có đợi đông nhưng mà là mình có việc với lại cũng ăn hơi no xíu rồi cho nên là sẽ không có mua bắp để mà review cho các bạn nữa. Thì cái vị bắp nó vẫn như vậy, nó vẫn là xá xíu, lạp xưởng và con ruốc thôi. Nên là mấy bạn mà muốn tò mò hay là muốn ghé thăm cô Ba Trân để ủng hộ cái món bắp nướng quen thuộc của hai chị em này á, thì cứ đến địa chỉ là 75 Ông Bích Kim, quận 11 nha. Cái con hẻm này bắt đầu tấp nập hơn rồi, mọi người đi ngang mà thấy là đông đông á thì mọi người sẽ thấy được biết ngay đó chỗ đó là bán bắp. Còn không thì đơn giản hơn á, mọi người sẽ nhìn vào cái bảng này nè. Bắp nướng cô Ba miền Tây Tây Thi độc quyền. Đây. Vòng xe Hòa Bình nhìn vô ngang coi khúc mà không ít thêm. Thì sẽ thấy cái xe bán bắp này. Nó tấp nập hơn rồi, nó đông đúc hơn rồi cho nên là dễ gây sự chú ý lắm, mọi người đi nghe là sẽ thấy ngay ha. Cho nên là mọi người cứ đến đây ghé ủng hộ cô Ba Trân, chị Hai Loan và mọi người hai cô ở đây phụ và cái bạn ba lột bắp này ha. Để mà thưởng thức cái món bắp nướng quen thuộc này. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình ha. Thì bắp nướng Tây Thi vẫn hot, vẫn nóng như thường ngày thôi. Mình sẽ hẹn gặp các bạn vào video sau. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Chào mọi người.